búp bê Wings Odyssey hoàn toàn mới với trang phục thủy thủ thật cá tính đã xuất hiện. 1, 2, 3, biến hình! Tiên nữ Wings đã hóa thân thành những nàng tiên cá cực kỳ xinh đẹp. Wow, đôi cánh của búp bê còn có thể biến đổi thành chiếc đuôi cá thật dễ thương nữa nhé. Đừng quên treo kim tuyến lấp lánh giúp cô nàng Wings tỏa sáng thêm đáng yêu nha. Sở hữu ngay búp bê Wings Odyssey hoàn toàn mới với giá chỉ 549.000 đồng. Sản phẩm có bán tại hệ thống My Kingdom trên toàn quốc.